Man United có thể dùng Harry Maguire cùng một khoản tiền để đổi lấy sự phục vụ của Mason Mount từ Chelsea. Maguire có thể trở thành cầu thủ của Chelsea mùa tới. Theo Sun Sport, đây là một trong những phương án được Manchester United tính đến trong cuộc đàm phán chiêu mộ Mason Mount vào hè này. Dù đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân với Mount, MU lại chưa thể thuyết phục Chelsea. Đến lúc này, câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge vẫn tỏ thái độ cứng rắn khi chỉ chấp nhận bán tiền vệ sinh năm 1999 với giá tối thiểu 70 triệu bảng, mức giá khá cao dành cho cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Nếu vụ trao đổi này diễn ra chót lọt, MU không chỉ sở hữu mảnh ghép để hoàn thiện hàng tiền vệ mà còn tiết kiệm được khoảng 10 triệu euro mỗi mùa tiền lương cho Maguire. Đã từ lâu, cầu thủ sinh năm 1993 đã không còn giữ được vị trí trong đội hình chính. Khi được trao cơ hội, trung vệ đắt nhất thế giới cũng gây thất vọng với những pha xử lý vụng về, những sai sót dẫn đến bàn thua. Báo chí Anh tiết lộ MU đã lên kế hoạch bán Maguire để dọn chỗ đón tân binh chất lượng hơn. Trong khi đó, tân huấn luyện viên của Chelsea, Mauricio Pochettino từng muốn sở hữu Harry Maguire khi cầu thủ này còn chơi cho Hull City. Tuy nhiên, Tottenham đã không đưa ra lời đề nghị đủ sức nặng. Vì vậy, Maguire đã được Hull bán cho Leicester. Trong hè này, The Blue sẽ thanh lọc đội hình. Những trung vệ như Thiago Silva, Kalidou Koulibaly và Trevoh Chalobah đứng trước nguy cơ bị gạch tên khỏi kế hoạch. Huấn luyện viên Pochettino có thể sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai để sở hữu Maguire.